Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay, Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong cái tháng 6 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, nói chung ấy, cái tháng 6 âm lịch là một cái tháng mà được mệnh danh là may mắn, tài lộc và đạt được nhiều cái việc trọng đại đối với những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Đây là một khoảng thời gian cực kỳ hanh thông thuận lợi, được cục diện tam hợp nó xuất hiện, vậy nên là cái công việc nó sẽ diễn ra thuận lợi, suôn sẻ, và những người tuổi Ất Mão có cơ hội được giao phó cho nhiều cái nhiệm vụ quan trọng. Bên cạnh đó, cái vận quý nhân nó cũng vượng, nó cũng sẽ giúp cho những người tuổi Ất Mão tìm được cái lối đi mới cho mình, dù khó khăn trở ngại đến đâu đi chăng nữa thì cũng tìm được cái hướng giải quyết phù hợp. Và gia chủ cần phải cố gắng nắm giữ lấy cơ hội, tận dụng cái thời cơ cho mình để mà bứt phá, tiến đến cái thành công. Sau những cái vấp váp ở cái tháng 5 là cái tháng Canh Ngọ đấy, những người tuổi Ất Mão dường như đã lấy được lại được phong độ, thì ngoài ra quý vị cũng làm gì cũng được thuận lợi hơn. Vậy nên những người tuổi Ất Mão hãy tranh thủ tiến hành các việc lớn, như là khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh hay là mở rộng quy mô buôn bán, tiến triển những cái dự án mới vân vân, thì đều đạt được những thành công mỹ mãn. Bên cạnh đó, cái cát khí nó còn che chở cho những người tuổi Ất Mão trên phương diện tài chính, tài vận thì có những cái chuyển biến tích cực, cả nguồn thu chính và nguồn thu phụ thì đều tăng nhẹ. Những người làm công ăn lương thậm chí có cơ hội được tăng lương, tăng thưởng. Còn những người kinh doanh buôn bán thì thu về cái lợi nhuận nhờ cái đầu óc tính toán tài tình của mình. Bên cạnh đó, cái chuyện tình cảm thì cũng được mở rộng. Trong tháng thì có nhân duyên tốt lành, tình yêu cũng có cơ hội được thăng hoa. Nói chung trong thời gian này, các cặp đôi, các cặp vợ chồng thì luôn biết cách vun vén cái quan hệ của mình, nên là hiếm khi xảy ra những cãi vã to tiếng, vợ chồng thì hòa thuận, êm ấm và hạnh phúc. Tuy nhiên, trong thời gian này thì những người tuổi Ất Mão 1975 ấy, thì cũng cần phải chú ý đến cái sức khỏe của mình. Đấy, cái áp lực công việc nhiều đôi khi nó khiến cho bản mệnh bị sa sút, khiến cả thể chất và tinh thần. Nếu mà có kế hoạch nghỉ ngơi thì quý vị sẽ có thể là gì? Giảm bớt cái tai họa do cái sức khỏe nó mang lại. Xét về cái mối quan hệ địa chi, chúng ta có Mão gặp Mùi đúng không? Mão gặp Mùi nó là cục diện tam hợp. Nói chung ấy, trong cái tháng 6 âm lịch được cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, công việc làm ăn sẽ mở ra thêm nhiều cái hướng đi mới rực rỡ, tài lộc thì ngày càng dồi dào hơn. Những người làm ăn buôn bán thì được lộc trời cho. Đây cũng là cái giai đoạn mà dần đi vào ổn định và tăng trưởng tốt đối với những người tuổi Ất Mão. Mọi khó khăn thì đều được hóa giải một cách ổn thỏa, các kế hoạch thì đều được tiến hành đúng như cái tính toán của bản mệnh. Tình hình công việc trong thời gian này cũng rõ ràng và thuận lợi hơn trước. Quý vị có thể sẽ được kết giao hoặc được giao phó cho những trọng trách quan trọng. Vì thế mà quý vị đừng có ngừng nỗ lực phấn đấu, bởi vì trong thời gian này quý vị dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức. Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao nó cũng rất hài hòa và tốt đẹp. Gia chủ sẽ dễ dàng có thể kiếm thêm bằng hữu, mở rộng cái mạng lưới bạn bè, tăng cơ hội gặp gỡ được quý nhân. Đi đâu cũng sẽ có người giúp đỡ, không lo cái chuyện đơn thương độc mã. Nhân cái đà này thì quý vị cũng nên tận dụng cái sức mạnh tập thể để mà gặt hái được những cái thành công lớn lao hơn. Vì vậy, trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Ất Mão 1975 hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Thưa quý vị, xét về cái mối quan hệ thiên can thì chúng ta có Ất mà gặp Tân ấy. Ất gặp Tân thì nó là gì? Nó là thất sát. Gặp cái thất sát nó chiếu mệnh, vậy nên là trong thời gian này cái thất sát nó cũng đem đến nhiều cái điểm báo, cái vận tiểu nhân vẫn đang ở bên rình rập, chỉ chờ quý vị sơ hở để mà hạ bệ. Đối thủ cũng thường tìm cách cạnh tranh không lành mạnh, gây nhiều cái phiền phức đấy cho công việc kiếm tiền của những người tuổi Ất Mão. Trong thời gian này, gia chủ cũng cần phải giữ vững cái nguyên tắc làm việc của mình, giữ chữ tín với khách hàng. Đôi lúc có thể chịu thiệt một chút, nhưng mà cũng không ảnh hưởng đến danh dự của mình, thì quý vị cũng có thể chấp nhận được.
Dù có muốn kiếm tiền nhanh đi chăng nữa trong thời gian này, thì gia chủ cũng đừng nghĩ đến cái việc dựa dẫm hoặc là chiếm đoạt tài sản của người khác. Làm việc gì cũng cần phải tự dựa vào cái sức lao động của mình là chính. Như vậy thì tinh thần mới được nhẹ nhõm và không bị cắn rứt lương tâm. Bên cạnh đó quý vị biết ấy, thì trong cái tháng Tân Mùi này, cái địa chi Mùi nó ẩn tàng ba thiên can là Kỷ, Ất và Đinh, đúng không ạ? Chúng ta có Ất gặp Kỷ thì nó là thực thiên tài, Ất mà gặp Ất thì nó là tỷ kiên, và Ất gặp Đinh thì nó là thực thần. Như vậy là trong cái thiên can ẩn tàng thì vẫn có chứa những cái cát tinh như là thiên tài, tỷ kiên và thực thần, nó cũng sẽ hỗ trợ vận trình như thế nào đối với những người tuổi Ất Mão thì chúng ta cùng xét nhé. Đầu tiên chúng ta xét Ất gặp Đinh thì nó là thực thần. Thưa quý vị, nói chung được thực thần nó tác động, nó giúp đỡ nên các kế hoạch làm ăn của những người tuổi Ất Mão trong thời gian này cũng diễn ra nhẹ nhàng hơn, nhiều cái chuyển biến tích cực hơn. Quý vị có thể yên tâm duy trì cái hoạt động buôn bán kinh doanh hiện tại. Trong thời gian này cũng không thích hợp để khởi nghiệp hay là mở rộng cái đầu tư, để tránh cái vận xui nó ập đến khiến cho tiền bạc bị hao tốn. Thêm nữa, chúng ta có Ất mà gặp Ất thì nó là tỷ kiên. Cái tỷ kiên nó xuất hiện trong cái tháng 6 âm lịch ấy. Vậy nên những người tuổi Ất Mão cũng có cơ hội để thể hiện cái thế mạnh của bản thân một cách rõ ràng hơn. Gia chủ sẽ đưa ra được những quyết định sáng suốt đúng đắn, dù gặp phải bất cứ cái tình huống nào thì những người tuổi Ất Mão cũng sẽ xử lý nhanh gọn, hợp tình hợp lý và ngày càng chứng tỏ được cái vị thế quan trọng của mình trong tập thể. Nói chung ấy, tháng 6 âm lịch những người tuổi Ất Mão cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về cái chuyện tiền bạc. Nếu mà chăm chỉ làm thêm hoặc là gì tích cực nắm bắt cái cơ hội thì cũng sẽ nhận được những phần thưởng xứng đáng với cái công sức của mình bỏ ra. Mặc dù sẽ hơi vất vả một chút và đôi khi không được nghỉ ngơi, nhưng mà đó là cách hiệu quả nhất để cải thiện cái thu nhập của những người tuổi Ất Mão 1975. Bên cạnh đó chúng ta có Ất mà gặp Kỷ thì nó là cái vận thiên tài. Bên cạnh đó thì trong thời gian này cái vận trình tài lộc của những người tuổi Ất Mão cũng đang trên cái đà khởi sắc. Dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm kinh doanh buôn bán tự do thì đều đạt được những cái thành quả như ý muốn. Những người tuổi Ất Mão nói chung trong thời gian này thì đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh, những người buôn bán, những người đầu tư ấy, thì cũng đang có nhiều cơ hội để kiếm tiền. Kinh doanh buôn bán thì được lộc trời cho, hứa hẹn cái doanh thu bất ngờ đáng để những người tuổi Ất Mão chờ đợi. Thêm nữa, cái thiên tài nó còn đem lại cái khoản thu hoạch nhất định đấy. Bên cạnh đó thì quý vị cũng khá là khéo léo trong các mối quan hệ xã giao. Đây cũng chính là cái thời điểm để các bạn tận dụng triệt để những cái mối quan hệ đã tạo lập từ trước đó, rất có lợi cho cái việc kinh doanh đầu tư trong thời gian tới. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn do cái thực thần và cái thiên tài cũng như là cái tỷ kiên mang lại và hóa giải cái hung tinh do cái thất sát nó ăn ngữ, thì những người tuổi Ất Mão 1975 hãy luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Mão 1975 quý vị nhé. Thưa quý vị, thì ngoài cái thiên can địa chi xét về cái sao hạn ấy, thì trong thời gian này những người tuổi Ất Mão có cái lưu niên thiếu âm nó chiếu mệnh. Trong thời gian này được cái lưu niên thiếu âm nó chiếu mệnh, vậy nên là nó cũng đem lại cho những người tuổi Ất Mão 1975 một cái sự vui tươi, tinh thần phấn chấn, suy nghĩ thì có một cách tích cực hơn. Cái cát tinh này nó cũng sẽ giúp tạo dựng các mối quan hệ xã giao hài hòa, nhân duyên thì cũng được vượng, đem đến nhiều cái cơ hội mới cho bản mệnh đó. Bên cạnh đó thì chúng ta cùng xét về những người tuổi Ất Mão nam mạng nhé. Nữ mạng. Thưa quý vị, thì nói chung ấy, với nam mạng tuổi Ất Mão sinh năm 1975 ấy, thì trong cái năm 2024 năm Giáp Thìn được đánh giá là một cái năm cũng khá là vất vả bon chen do gặp phải cục diện lục hại thái tuế. Nhưng mà những người tuổi Ất Mão 1975 nam mạng cũng lại may mắn là được cái lưu niên cái sao Thái Dương nó chiếu mệnh. Thái Dương nó là một cái đại cát tinh rồi, nên là quý vị không cần phải suy nghĩ nữa. Khi mà gặp được cái sao này thì nó sẽ giúp mang lại đến cho những người tuổi Ất Mão vạn sự tốt lành, cả công danh sự nghiệp lẫn tài lộc đều được gì phát triển bừng sáng và
Nói chung ấy, đây là một cái năm là an khang thịnh vượng. Và khi mà cái sao Thái Dương nó xuất hiện, nó chiếu mệnh, thì những cái khó khăn, những cái trở lực, những cái trở ngại trong chuyện làm ăn buôn bán thì cũng được tháo gỡ. Làm ăn thì đại phát, dễ có cơ hội được thăng quan tiến chức, gặp may mắn trong chuyện buôn bán làm ăn. Và cái sao này là đặc biệt tốt vào cái tháng 6 và cái tháng 10 âm lịch. Đây là hai cái tháng đại cát nhé. Thì bên cạnh cái sao Thái Dương, quý vị gặp cái hạn năm. Nó là cái hạn toán tận đúng không ạ? Các cụ nói là để toán tận vận đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi. Cái hạn toán tận nó gây ra những cái chuyện mà về ốm đau bệnh tật. Bên cạnh đó, nó cũng chủ về cái chuyện là hao tài, đấy, ngộ độc. Cái hạn này rất kỵ với nam giới, thường xảy ra những cái tai nạn đột ngột bất khả kháng và cũng rất khó để có thể đề phòng hay là ứng phó. Thì đây là một cái hạn lớn gây ra nhiều cái thiệt hại nặng nề về tiền bạc và tài sản. Cái sức khỏe trong thời gian này cũng bị giảm sút, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy mà quý vị cần phải hết sức lưu tâm. Và để hóa giải cái hạn toán tận và tăng cường cái cát khí do sao Thái Dương nó chiếu mệnh ấy, thì những người tuổi Ất Mão 1975 năm mạng, quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Minh Quang Pháp Bảo. Đây là một cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc. Trên sáu cạnh của nó có chứa lục tự đại minh chú, và mặt trước của nó có một cái viên cầu pha lê, trong nó có chứa chú Bát Nhã Tâm Kinh kèm theo cái hình tượng Quan Thế Âm Bồ Tát đang ngồi thiền. Đây là cái thần chú giúp cho quý vị tịnh tâm an nhiên, khai sáng trí tuệ, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Cái Minh Quang Pháp Bảo đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có thể liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Minh Quang Pháp Bảo mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Mão 1975 quý vị nhé. Bên cạnh đó thì trong cái tháng, trong tháng 6 âm lịch ấy, những người tuổi Ất Mão 1975 lại có lưu niên mộc dục ghé thăm. Nói chung cái mộc dục này thì nó là một cái sao tốt. Vậy nên trong thời gian này hàng loạt cái tin tích cực sẽ mang đến cho những người tuổi Ất Mão trong thời gian này, đặc biệt là ở phương diện công danh sự nghiệp. Những người tuổi Ất Mão thì có được nhiều cái may mắn khi mà cái vận trình nó được khởi vượng, làm gì cũng có cảm giác suôn sẻ, thành công. Bên cạnh đó, cái lưu niên mộc dục nó còn mang đến các mối quan hệ hảo hữu, giúp cho những người tuổi Ất Mão nam mạng cũng sẽ được gặp được quý nhân. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện trong thời gian này, mang lại cho gia chủ nhiều cái sự trợ giúp. Nói chung ấy, nhờ vậy mà có thể tự tin để theo đuổi cái lý tưởng của mình. Các kế hoạch của những người tuổi Ất Mão cũng tiến triển một cách là êm xuôi, thuận lợi. Cơ hội thăng tiến đang mở ra trước mắt. Khi mà những người tuổi Ất Mão được giao phó cho nhiều cái trọng trách quan trọng hơn, thể hiện được cái vị thế của bản thân trong tập thể, thì bằng sự thông minh sáng tạo của mình, những người tuổi Ất Mão sẽ khẳng định được cái vị trí trong công việc, đấy, gặt hái được những thành tích đáng có. Bên cạnh đó, cái tài lộc của những người tuổi Ất Mão nói chung cũng có sự thăng tiến nhất định trong cái thời gian này. Được cái lưu niên thiên tài và cái thực thần hỗ trợ nữa, nó cũng báo hiệu những người tuổi Ất Mão nam mạng trong thời gian này gặp được nhiều cái sự hậu thuẫn. Nhờ vậy mà gia chủ có thể phát huy một cách cao độ, giành lấy những cái gì xứng đáng nhất thuộc về mình. Cái việc thăng chức tăng lương hoàn toàn nằm trong tầm tay. Và nếu như mà quý vị đủ chăm chỉ và nỗ lực, nói chung ấy, những người tuổi Ất Mão nam mạng thì hãy cứ mạnh dạn đề xuất cái mức lương, mức thưởng phù hợp với công sức mà mình bỏ ra. Trong khi đó, những người kinh doanh thì cũng thu về cái lợi nhuận nhờ đầu óc tài tình của mình. Cơ hội hợp tác làm ăn trong thời gian này cũng gì cũng khá khá. Ra ngoài thì cũng được quý nhân giúp đỡ, giảm bớt nhiều cái lo lắng. Bên cạnh đó, trong tháng lại còn có lưu niên Tấu Thư nữa. Cái Tấu Thư này nó cũng cho thấy là gì, những người tuổi Ất Mão 1975 trong thời gian này thì đều trở thành một trong những người mà giỏi giao tiếp, giỏi ăn nói, nhờ đó mà có thể thuyết phục được khách hàng của mình tin tưởng. Thế nên tuy thời gian này có hơi mệt mỏi một chút, căng thẳng, nhưng bù lại lại đạt được những cái thành tích đáng kể. Nói chung ấy, đây là một trong những cái may mắn mà những người tuổi Ất Mão 1975 có thể gặp được. Vậy nên quý vị hãy cố gắng nắm bắt lấy cái vận may của mình để gia tăng thêm cái may mắn, tài lộc cho mình quý vị nhé. Tiếp theo chúng ta cùng xét tuổi Ất Mão 1975 nữ mạng. Thì với nữ mạng 1975 ấy, thì trong năm vẫn bị cục diện hại thế tuế, và
Nữ mạng thì lại không may mắn như nam mạng, do là trong cái năm 2024 ấy, quý vị gặp phải sao Thổ Tú và cái hạn Huỳnh Tuyền. Thì Thổ Tú thì quý vị biết ấy, nó là một cái hạn xấu, gây ra sự trở ngại về tinh thần, cái sự xung khắc trong các mối quan hệ. Cái hạn này nó còn mang lại cái họa thị phi, có kẻ xấu, nói chung là kẻ ném đá giấu tay. Thời gian này thì xuất hành không được thuận lợi, gia đạo thì bất hòa, làm ăn thì dễ bị thua lỗ. Đó. Thêm nữa là quý vị lại gặp cái hạn năm là cái hạn Huỳnh Tuyền. Các cụ nói gì? Huỳnh Tuyền bệnh nặng nguy vong. Những người mà gặp hạn Huỳnh Tuyền thì gặp các triệu chứng như là đau đầu, chóng mặt và các bệnh không rõ nguyên nhân, có thể đe dọa đến sức khỏe, thậm chí là gì, tính mạng của quý vị. Nói chung về mặt sự nghiệp thì những người gặp cái hạn Huỳnh Tuyền thì thường gặp những cái nguy hiểm và thất bại. Bên cạnh đó thì họ không nên dính líu đến các vấn đề về pháp lý, đặc biệt là làm chứng hay là bảo lãnh cho người khác, vì điều này có thể dẫn đến những cái hệ quả nguy hiểm cho bản thân. Vì vậy, để hóa giải cái sao Thổ Tú và cái hạn Huỳnh Tuyền ấy, thì những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 nữ mạng, quý vị luôn nhớ nhé, mang theo bên mình một cái vật phẩm phong thủy tên là Vạn Phúc Chi Nhân. Đây là cái pháp khí phong thủy của nhà Phật, nó được làm bằng bạc, đúng không ạ? Mặt trước nó có hình chữ vạn, mà sau là chữ phúc, phía dưới là một cái viên đá ruby. Đây là một cái loại đá quý trong phong thủy, được sử dụng làm cái trang sức phong thủy cao cấp. Khi mang theo bên mình, nó sẽ giúp cho quý vị tăng cường cái năng lượng dương, hóa giải cái âm khí, cái tà khí, cái tạp khí, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Cái Vạn Phúc Chi Nhân cũng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái Vạn Phúc Chi Nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Ất Mão 1975 nữ mạng, quý vị nhé. Thưa quý vị, thì bên cạnh đó, trong cái tháng 6 âm lịch ấy, thì những người tuổi Ất Mão có lưu niên dưỡng nhập mệnh. Lưu niên dưỡng nhập mệnh nó cho thấy những người tuổi Ất Mão trong thời gian này là những người mà có đầy nhiệt huyết. Quý vị cần phải cẩn thận. Đấy, trong thời gian này, chính cái thái độ cẩn thận này cũng sẽ giúp cho những người tuổi Ất Mão đạt được những cái thuận lợi trong công việc. Bên cạnh đó thì họ cũng sẽ gặt hái được những cái sự ngưỡng mộ và trở thành những cái nhân vật quý phái, được mọi người xung quanh kính trọng, nể phục. Nói chung ấy, cái tháng 6 âm lịch thì những người tuổi Ất Mão nữ mạng làm đâu thắng đó. Một số không chỉ sở hữu một cái khối tài sản đồ sộ mà còn chinh phục được cả cái sự nghiệp rực rỡ. Trong cái thời gian này thì cái việc quý vị cần làm là gì, phát huy cái điểm mạnh của bản thân. Công việc của quý vị trong thời gian này cũng sẽ gì có những chuyển biến tích cực. Quý vị có thể sẽ gây được những ấn tượng tuyệt vời đối với cấp trên, với đồng nghiệp và cả đối tác làm ăn. Thêm nữa, cái phúc lộc thì dồi dào, những người tuổi Ất Mão có thể tha hồ mà hưởng thụ. Nếu như mà quý vị có thể đủ hào phóng ban phát lộc lá thì cái may mắn nó còn kéo theo đến nhiều năm nữa. Thưa quý vị, với cái khả năng nhìn thấu đáo của mình, lại thêm có được cái tài tinh hỗ trợ, nên là ấy, nhìn nhận mọi việc của những người tuổi Ất Mão trong thời gian này khá là thực tế và thông suốt. Tài vận thì nó bừng sáng, công việc thì tiến hành trôi chảy, vậy nên là tài lộc nó ắt sẽ gia tăng là cái điều đương nhiên. Những người tuổi Ất Mão nói chung trong thời gian này bớt đi nhiều cái điều phiền não, tập trung làm tốt công việc của mình thì lợi nhuận nhờ vậy mà cũng được tăng lên khá nhanh. Bên cạnh đó lại có nhiều cái cát tinh nó chiếu mệnh, tài lộc thì bừng sáng. Quý vị cũng có thể gặp được những cái mối đầu tư mang tính thách thức, nhưng bù lại lợi nhuận hứa hẹn cũng sẽ vô cùng là rủng rỉnh. Có thể tận dụng cái cơ hội này để mà triển khai những cái dự án lớn thì cũng sẽ được đầu xuôi đuôi lọt. Thêm nữa, lại có cái lưu niên hỷ thần nó ghé thăm. Cái hỷ thần nó cũng báo về nhiều cái tin tức tốt lành. Trong nhà thì có chuyện hỷ sự. Nhìn chung ấy, đây là một cái tháng mà nhiều cung bậc cảm xúc thăng hoa, nhưng mà cái chính vẫn là do quyết định của các bạn. Và cuộc sống thì do mình làm chủ, muốn vui hay buồn đều là do mình. Chỉ cần quý vị điều chỉnh một chút cái tâm trạng thì quý vị sẽ thấy mọi thứ sẽ thay đổi. Và cái tháng 6 âm lịch này cũng là cái thời điểm lý tưởng để vợ chồng hòa giải mâu thuẫn và những hiểu lầm. Trong thời gian này thì vợ chồng thì hòa thuận, nói chung ấy, mọi việc sẽ được hanh thông thuận lợi, con cái thì cũng có nhiều tin vui, có thể có chuyện gì cưới xin hoặc là gì có thêm con thêm cháu vân vân. Đó. Vậy nên là gì? Đây là một cái thời điểm tuyệt vời cho những người tuổi Ất Mão mà quý vị cần phải nắm bắt lấy. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Ất Mão cũng cần phải giữ vững cái nguyên tắc nắm bắt cái cơ hội.
và tìm cho mình những cái hướng đi đúng đắn hơn. Đó. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về lá số tử vi của những người tuổi Ất Mão sinh năm 1975 trong cái tháng 6 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn. Hy vọng những thông tin mà Tử Thông chia sẻ sẽ giúp ích phần nào cho quý vị có thể nắm bắt được cái vận thế, từ đó sẽ đưa ra được những quyết định đúng đắn hơn trong công việc, trong cuộc sống, giúp quý vị có một năm bình yên, may mắn, tài lộc dồi dào. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.